sản phẩm điện thoại di động thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S, màn hình lớn lên đến 5.5 inch, thỏa sức chơi game, lướt web, xem phim và nghe nhạc quý vị nha. Thiết kế mới, viền siêu mỏng, sắc nét và sang trọng, kết nối Wi-Fi 3G mọi lúc mọi nơi, sản phẩm bảo hành trong khoảng thời gian 12 tháng, mang đến sự thanh lịch cho người sử dụng. Điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S phù hợp cho thanh niên để làm việc, giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội hay dành cho người lớn tuổi nhằm đọc báo, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi hoặc thậm chí sử dụng cho trẻ em để học ngoại ngữ, chơi game và nghe nhạc phù hợp với mọi đối tượng. Với sản phẩm ngày hôm nay, điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S sử dụng hệ điều hành Android 5.0 tiên tiến, ổ nhớ trong lên đến 4GB, hỗ trợ mở rộng lên đến 32GB quý vị nha. Camera sau 5.0MP, camera trước 2.0MP, dung lượng pin 2000mAh sử dụng lâu dài, quà tặng ý nghĩa dành cho những người thân yêu. Mua sắm ngay điện thoại 2 SIM 2 sóng LV6S để nhận ngay nhiều quà tặng hấp dẫn. Túi đeo chéo với chất liệu da tổng hợp, màu sắc phù hợp với nhiều đối tượng, dễ dàng lưu trữ được nhiều vật dụng cá nhân. Đồng hồ đeo tay có thiết kế thời trang và ấn tượng, phù hợp cho cả nam lẫn nữ, màu sắc ngẫu nhiên quý vị nha. Đây là cơ hội hấp dẫn không nên bỏ qua. Thưa quý vị, trong chương trình lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng quý vị nha, LV6S. Quý vị thấy đó, thiết kế rất là trang nhã với nhiều màu sắc ấn tượng, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau, những người lớn tuổi trong gia đình của mình nè. Với màn hình lớn như thế này chúng ta rất là dễ dàng sử dụng đúng không ạ? Giải trí với internet kết nối 3G Wi-Fi một cách cực kỳ dễ dàng và thuận tiện luôn quý vị nha. Từ đó sẽ có thêm một phương tiện giải trí trong những giờ trưa nè, hay là những buổi chiều, và ngoài ra đó cảm ứng rất là mượt mà, những người lớn tuổi cũng có thể là mua sắm trên VTV Huy Đại Hộp Shopping thông qua chiếc điện thoại di động này thôi. Và bên cạnh đó, đối với các bạn trẻ, chúng ta cũng có thể là sở hữu ngay chiếc điện thoại LV Mobile ngày hôm nay với camera trước và cả camera sau nữa quý vị nha, lưu lại những khoảnh khắc nè, cũng như là giải trí với màn hình rất là rộng, thoải mái sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Với mức giá thì cực kỳ hấp dẫn trong chương trình lần này, giá chính hãng 1.990.000 đồng, ngày hôm nay chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Một chiếc điện thoại thông minh với rất nhiều chức năng như vậy, nhưng mà mức giá thì rất là phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là với các bạn học sinh sinh viên có thể duy trì kết nối nè, có một thiết bị giải trí thật là thoải mái sau những giờ học tập căng thẳng với rất nhiều màu sắc khác nhau để cho tất cả chúng ta có thể lựa chọn. Màn hình cảm ứng thì mượt mà như thế này, kết nối 3G, kết nối internet luôn quý vị nha. Hoàng Quý nhắc lại một lần nữa, mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình lần này với chiếc điện thoại LV Mobile 2 SIM 2 sóng chỉ với 1.690.000 đồng, và tin chắc rằng đây cũng sẽ là một món quà dành tặng cho ông bà cha mẹ của chúng ta, để chúng ta có thể là kết nối cùng với nhau, không chỉ là gọi điện thoại bình thường đâu quý vị nha. Với hệ thống camera trước và camera sau như thế này, chúng ta cũng có thể sử dụng ngay để video call nè, một cách cực kỳ dễ dàng, và chụp ảnh lại, lưu lại những khoảnh khắc cùng với những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta chỉ với mức giá cực kỳ hấp dẫn mà thôi. Và thưa quý vị, không chỉ với mức giá hấp dẫn, chúng tôi còn gửi kèm cho tất cả quý vị những món quà tặng nữa, đó chính là túi đeo thời trang quý vị nha. Túi đeo như thế này thì sẽ phù hợp với cánh mày râu trong gia đình của mình, và có cả thêm một chiếc đồng hồ đeo tay nữa. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng VTV Huyền Đài nha. Quang Quý và Kiều Khanh xin kính chào tất cả quý vị khách hàng đã đồng hành cùng với chúng tôi trên VTV Huyền Đài Home Shopping. Như những hình ảnh mà quý vị đã theo dõi từ đầu chương trình thì quý vị cũng biết là dòng sản phẩm ngày hôm nay Quang Quý và Kiều Khanh mang đến cho tất cả mọi người là sản phẩm gì rồi đúng không ạ? Trong xã hội hiện đại ngày nay thì nhu cầu liên kết và kết nối giữa nhiều người với nhau là một nhu cầu mà Quang Quý tin chắc rằng rất là quan trọng và cần thiết cho mỗi người chúng ta. Do vậy tất cả chúng ta đều phải có sở hữu cho riêng bản thân mình, từ những người thanh niên như là Quang Quý hay Kiều Khanh đến những người lớn tuổi, và thậm chí là bây giờ là các bạn học sinh cũng có thể là phải sở hữu ngay cho mình một chiếc điện thoại di động rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một sự lựa chọn nữa về những chiếc điện thoại di động thông minh quý vị nha, với nhiều chức năng khác nhau cũng như là có nhiều cái sự tiện ích mang đến cho tất cả chúng ta, đó chính là chiếc điện thoại LV6S. Và thưa quý vị, đối với chiếc điện thoại này thì điều đầu tiên mà Kiều Khanh quan tâm đến, và điều này chắc cũng là cái điểm chung của rất là nhiều các chị em phụ nữ khác, đó chính là tính gọn nhẹ và linh hoạt của một chiếc điện thoại di động quý vị nha. Và mặc dù nó là một chiếc điện thoại di động thông minh, tuy nhiên là khi mà chúng ta mà sở hữu trong tầm tay của mình thì cảm thấy nó cực kỳ gọn nhẹ luôn, mặc dù là nhiều cái tính năng đã được tích hợp sẵn ở bên trong. Và đi kèm ngày hôm nay thì có rất là nhiều những màu sắc thời trang khác nhau, có đến tận 4 màu khác nhau, và hiện trên tay Kiều Khanh ngay tại thời điểm này đó chính là một chiếc điện thoại màu đỏ quý vị nha. Màn hình rất là lớn, 5.5 inch nè, và tràn viền như thế này để chúng ta có thể thấy là nó thể hiện được nhiều nội dung hơn, dễ dàng theo dõi hơn quý vị nha. Và bây giờ thì Kiều Khanh khởi động điện thoại lên để cho quý vị thấy là cái màu sắc được hiển thị rất là đẹp mắt như thế này đây quý vị.
ạ. Và quý vị cũng có thể quan sát luôn mặt sau của chiếc điện thoại LV6S này quý vị nha. Thiết kế cực kỳ đẹp mắt phải không ạ? Và mặc dù là cái độ rộng của màn hình là 5.5 inch, nhưng mà với thiết kế cái viền cực mỏng nhẹ như thế này thì chúng ta có thể thấy là chiếc điện thoại nó không hề quá to luôn. Do đó mình cho vào trong những chiếc ví nè, với có thể là ví hơi mỏng một tí xíu, hay là đối với loại ví dài của các chị em phụ nữ là đã có thể là cho gọn ghẽ vào bên trong rồi các chị em nha. Và với chiếc điện thoại di động như thế này thì Quang Quý tin chắc rằng màn hình cực kỳ rộng rãi, từ đó thì chúng ta có thể là dễ dàng thao tác trên chiếc điện thoại di động này, đúng không ạ? Và thưa quý vị, với nền tảng là hệ điều hành Android 5.0 và từ đó thì chúng ta có thể là tải về rất là nhiều ứng dụng quý vị nha, và từ đó thì chúng ta có thể là giúp cho cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Cảm ứng thì vô cùng mượt mà quý vị thấy đó, chúng ta chỉ cần tắt như thế này, Quang Quý ấn vào một nút nhẹ thôi đã mở lên rồi, mình lướt lên là đã mở được màn hình quý vị nha. Đó, lướt lên như thế này, ở phía bên trong có rất là nhiều những ứng dụng khác nhau, và những ứng dụng cơ bản của chiếc điện thoại di động đó chính là gọi điện thoại nè, nhắn tin nè. Bên cạnh đó thì ở đây còn có là máy ảnh nè, với camera trước là 2.0 megapixel và camera sau là 5.0 megapixel. Với phần trang bị camera trước và camera sau như thế này thì chúng ta có thể ứng dụng ngay chiếc điện thoại là LV6S này để thực hiện là ngay những cuộc gọi video để có thể là gọi và kết nối với những người thân yêu của mình quý vị nha. Đó, bây giờ thì Quang Quý sẽ thực hiện ngay một cuộc gọi đến với một nhân vật bí mật, và để xem là chiếc điện thoại này sẽ gọi như thế nào quý vị nha. Rồi, chúng ta chỉ cần ấn vào một cách rất là đơn giản và thuận tiện như thế này thôi. Kết nối 3G và kết nối Wi-Fi sẽ giúp cho chúng ta trở nên là thông suốt hơn rất là nhiều trong việc kết nối với những người thân của mình. Ủa, vô tình Thanh cũng có cuộc gọi đến nè, không lẽ trùng hợp với vậy ta? À, chào Quý. Rồi, quý vị thấy đây đó, là đã gặp nữa rồi. Chào Kiều Khanh, Kiều Khanh đang ở đâu vậy? Khanh đang ở rất là gần Quý nè, Khanh mà đi xa rồi, Quý dẫn với ai? Ủa vậy hả? Trời, chất lượng hình ảnh tốt quá nè Quý, Khanh thấy rõ Quý quá nè. Bây giờ Quý xoay màn hình lại đi ha, Khanh cũng xoay màn hình lại để cho Quý có thể thấy xung quanh Khanh nha. Xung quanh Khanh thì có gì đây? Đó, thấy chưa? Đó, thấy tất cả mọi người luôn rồi. Thả tim nữa nè. Và đó, ê, mình có thả tim nữa nè. Thả tim. Đó, và quả thật là với chiếc điện thoại như thế này thưa quý vị, với camera trước và camera sau thì có thể là rất là dễ dàng và thuận tiện cho việc là chúng ta có thể là kết nối những cuộc gọi là video call như thế này đến với những người thân yêu của mình. Và đặc biệt là nếu mà gia đình của chúng ta là ở xa một chút xíu, hay là mình phải đi công tác xa, mình cũng có thể là kết nối một cách cực kỳ đơn giản quý vị nha, và thông suốt cùng với việc là kết nối 3G cũng như là Wi-Fi. Sau khi xong thì mình chỉ cần là cúp máy thôi. Tạm biệt Kiều Khanh nha. Bye bye Quý nha. Và rồi, như vậy là quý vị có thể thấy là đối với việc là sử dụng các tính năng khác nhau, và đặc biệt trong đó chính là tính năng là gọi thoại video đó quý vị, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khá cái khoản chi phí dành cho việc là gọi điện thoại đường dài. Và nó còn thuận tiện hơn ở chỗ đó chính là chúng ta cũng có thể là thấy nhau, có vẻ như là chúng ta đã nối gần được những cái khoảng cách xa, phải không ạ? Đối với như trước đây á, thì Kiều Khanh nhận thấy là rất là nhiều người có con cái nè, hay là cháu của mình đi học ở nước ngoài, hay là thậm chí là chỉ là đi học trong nước thôi nhưng mà ở tỉnh xa đó, thì nhiều khi là cảm thấy nhớ lắm nhưng mà không có dám gọi nhiều, bởi vì gọi đường dài á, rất là tốn chi phí nè, mà nhiều khi gọi xong là cảm thấy nhớ liền luôn, bởi vì đúng chỉ rồi, nghe giọng thôi chứ không có thấy được hình ảnh, đúng không? Còn bây giờ thì cái việc này nó đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều và cũng tiết kiệm chi phí hơn nữa quý vị nha. Và đối với việc là chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại thông minh nè, lại còn hai sim hai sóng, lại còn giúp cho chúng ta có thể là tiết kiệm được nhiều chi phí hơn nữa. Ví dụ như là mình sử dụng một chiếc sim chính để có thể là tiện trong việc là liên lạc với người thân, họ hàng, bạn bè thông qua các cách thức thông thường ha, nhưng mà mình cũng có thể là trang bị cùng một lúc thêm một chiếc sim khuyến mãi nữa để mình có thể là sử dụng dữ liệu di động, và ví dụ như là thực hiện gọi thoại video như thế này nè, cũng rất là ít tốn kém, đúng không? Đúng rồi thưa quý vị, như vậy sẽ mang đến sự thuận tiện rất là nhiều cho tất cả chúng ta khi mà sử dụng dòng sản phẩm này, đúng không ạ? Như vậy thì một lần nữa hãy cùng nhìn lại những điểm mạnh của sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, chiếc điện thoại LV6S quý vị nha, điện thoại thông minh 2 sim 2 sóng LV6S ngày hôm nay sử dụng hệ điều hành Android 5.0. Chúng ta có thể tải về rất là nhiều những ứng dụng khác nhau. Camera trước 2.0 megapixel, màn hình thì 5.5 inch giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng theo dõi nè, cảm ứng rất là mượt mà, rồi chúng ta có thể là theo dõi những cái đoạn video clip cũng như là mình chơi game rất là thoải mái, kết nối Wi-Fi và 3G, camera sau 5.0 megapixel và pin thì rất là mạnh mẽ, 2000 mAh chúng ta có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất là dài, bộ nhớ trong là 4GB, và từ đó thì có thể là giúp cho tất cả chúng ta lưu trữ được rất là nhiều hình ảnh, những đoạn video khác
nhau quý vị nha. Và thưa quý vị, nhiều khi mà chúng ta nhắc tới những cái chiếc điện thoại di động như thế này quý vị nha, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới là trời, nhiều chức năng như vậy nè, cũng như là màn hình rất là to nè, thì chắc là chúng ta sẽ nghĩ tới giá nó sẽ rất là cao đúng không ạ? Tuy nhiên cùng với dòng sản phẩm lần này thì chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị mức giá là 1.690.000 đồng mà thôi quý vị nha. Với VTV Hyundai là chúng tôi đã giảm 300.000 so với mức giá chính hãng là 1.990.000 đồng rồi. Và chúng ta có 4 màu sắc để lựa chọn nè, đen, vàng, xanh và đỏ nữa. Không dừng lại ở đó, chúng ta còn có quà tặng kèm theo một túi đeo chéo và một đồng hồ đeo tay thời trang. Và bây giờ thì Kiều Khanh xin mời quý vị cùng theo dõi với Kiều Khanh những hình ảnh về quà tặng rất là hấp dẫn của chúng ta quý vị nha. Đầu tiên là mình sẽ có một cái túi đeo rất là thời trang như thế này. Về cách đeo thì chúng ta cứ thoải mái thôi, tùy theo nhu cầu sở thích của mình. Bởi vì cái dây nó có thể là tăng đơ để có thể là tăng hay là giảm độ dài quý vị nha. Và với chất liệu cũng rất là dài dặn và với màu sắc nâu đậm như thế này nữa thì Kiều Khanh nghĩ rất là dễ dàng để chúng ta có thể là kết hợp được với nhiều trang phục khác nhau và sẽ rất là phù hợp với đối tượng, ví dụ như là học sinh sinh viên nè, hay là thậm chí là dân văn phòng chẳng hạn. Kiểu dáng khá là đơn giản nhưng mà cũng rất là lịch sự và rất là đẹp. Và lại còn có thêm một đồng hồ đeo tay rất là thời trang nữa quý vị nha. Trọn bộ quà tặng rất là hấp dẫn nhằm đem đến sự tiện lợi của quý vị, không chỉ là khi mà chúng ta đang ở nhà mà còn là trên mọi nẻo đường nữa quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và Quang Quý cũng đang đeo dòng sản phẩm quà tặng ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị khi mà chúng ta có một đơn đặt hàng thành công. Ngay bây giờ thời gian đang đếm ngược từ từ rồi ạ. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Cách thức tiếp theo quý vị cũng có thể truy cập vào website là vtvhyundai.vn cũng như là tải ứng dụng VTV Hyundai về trên điện thoại di động và máy tính bảng của mình. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và miễn phí chi phí vận chuyển. Điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng đến từ thương hiệu LV Mobile sẽ giúp cho chúng ta có thể là giải quyết được rất nhiều những cái nhu cầu khác nhau quý vị nha. Đầu tiên là về tính thẩm mỹ cũng như độ thời trang nè, có rất là nhiều màu sắc khác nhau để chúng ta có thể là lựa chọn và tùy theo nhu cầu sở thích của mình mà chọn lấy ngay một chiếc với màu sắc để có thể hoàn thiện phong cách thời trang của mình. Ngay cả là người lớn tuổi ở trong gia đình của chúng ta hiện nay cũng có nhu cầu kết nối đa phương tiện, bên cạnh đó sử dụng các tính năng như là xem phim, nghe nhạc nè, thậm chí là mua sắm trên internet như thế này đây quý vị ạ. À. Và đặc biệt là đối tượng là các chị em phụ nữ thì rất là thích selfie rồi, để có được những tấm hình thật là sắc nét, thật là dễ thương, sau đó lại tải lên mạng xã hội phải không ạ? Thì đối với những yêu cầu như thế này thì chiếc điện thoại LV Mobile sẽ đem đến cho quý vị tất cả những sự giải đáp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất quý vị nha. Và không chỉ là các chị em phụ nữ nè, không chỉ là người lớn tuổi trong gia đình, mà Kiều Khanh nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều những đối tượng khác nhau có thể thụ hưởng được những tính năng đến từ chiếc điện thoại này chỉ với mức đầu tư chưa đến 1.700.000 đồng quý vị ạ. Cụ thể là chỉ 1.690.000 đồng mà thôi. Thanh niên, sinh viên, học sinh vẫn có thể sử dụng một chiếc điện thoại với độ rộng màn hình lên đến 5.5 inch để vừa chơi game nè, bên cạnh đó cũng có thể là xem mail, cũng có thể là giải quyết tất cả những cái công việc khác nhau, kết nối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó còn tiết kiệm chi phí sử dụng điện thoại hàng tháng bằng việc tận dụng các chương trình khuyến mại của các nhà mạng khác nhau. Các đối tượng với nhiều độ tuổi khác nhau ở trong gia đình của mình có thể cùng một lúc nè nối kết lại những cái khoảng cách ở xa trở nên gần hơn thông qua các cuộc gọi thoại hay là các cuộc gọi video chẳng hạn, dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi, và chất lượng hình ảnh nó cũng rất là tốt quý vị nha. Nhanh tay sở hữu cùng VTV Hyundai Home Shopping để không chỉ có ngay mức giá ưu đãi nè, chúng ta còn có ngay trọn bộ quà tặng hấp dẫn quý vị nha. Một chiếc túi da thật là thời trang phù hợp với nhiều độ tuổi nam giới khác nhau, bên cạnh đó mình sẽ còn có thêm một chiếc đồng hồ nữa để hoàn thiện phong cách thời trang của mình mỗi ngày trước khi ra ngoài. Điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S, màn hình lớn lên đến 5.5 inch, thỏa sức chơi game, lướt web, xem phim hay nghe nhạc. Với thiết kế mới, viền siêu mỏng, sắc nét và sang trọng, kết nối Wi-Fi, 3G mọi lúc mọi nơi, mang đến sự thanh lịch cho người sử dụng. Sản phẩm điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau, thanh niên để làm việc, giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội, người lớn tuổi có thể sử dụng để đọc báo nè, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi, trẻ em có thể sử dụng để học ngoại ngữ, chơi game và nghe nhạc, rất là thuận tiện cho tất cả chúng ta. Điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S
sử dụng hệ điều hành Android 5.0 tiên tiến, bộ nhớ trong 4GB có thể hỗ trợ mở rộng lên đến 32GB quý vị nha. Camera sau 5.0MP, còn camera trước là 2MP, dung lượng pin 2000mAh, quà tặng ý nghĩa cho những người thân yêu của bạn. Và với sản phẩm này, điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S, chúng ta sẽ có 4 màu sắc để lựa chọn: đen, vàng, xanh và đỏ. Thiết kế thì vô cùng hiện đại, mức giá chính hãng 1.990.000 đồng. Giá ngày hôm nay trên VTV Hyundai giảm ngày 300.000 đồng cho tất cả quý vị, chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi. Còn có quà tặng kèm theo nữa quý vị nha, một túi đeo chéo và một đồng hồ đeo tay thời trang màu sắc ngẫu nhiên. Quà tặng có hạn, hãy nhanh tay sở hữu. Nhận ngay nhiều quà tặng hấp dẫn khi mua ngay điện thoại 2 SIM 2 sóng LV6S, túi đeo chéo với chất liệu da tổng hợp, màu sắc phù hợp với nhiều đối tượng, dễ dàng lưu trữ được nhiều vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thêm đồng hồ đeo tay thời trang và ấn tượng, phù hợp cho cả nam lẫn nữ, màu sắc ngẫu nhiên quý vị nha. Cơ hội hấp dẫn không nên bỏ qua. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Cảm ơn quý vị khách hàng vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Quang Quý và Kiều Khanh trong chương trình mua sắm rất là hấp dẫn ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị thân mến, nếu như mà quý vị thấy thì tự nhiên bây giờ Quang Quý lại đang đeo một cái giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng không ạ? Và Quang Quý xin phép được nhắc lại, đây chính là món quà mà chúng tôi gửi kèm đến cho tất cả quý vị trong chương trình lần này. Nếu mà chúng ta có một đơn đặt hàng thành công và bên cạnh đó mình còn có thêm là một chiếc đồng hồ kèm theo nữa quý vị nha. Đây là sản phẩm quà tặng và đây cũng là sản phẩm quà tặng luôn. Tuy nhiên sản phẩm chính là gì? Sản phẩm chính đang nằm ở đây thưa quý vị. Đó, sản phẩm chính ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đó chính là một chiếc điện thoại LV6S quý vị nha, với màn hình là 5.5 inch. Từ đó thì chúng ta có thể là dễ dàng mình kết nối cùng với những người thân yêu của mình ở khắp mọi nơi nha. Và bên cạnh đó thì với chiếc điện thoại thông minh như thế này thì ứng dụng trên nền tảng Android 5.0 và từ đó thì chúng ta có thể là kết nối một cách cực kỳ dễ dàng. Và như quý vị đã vừa nghe thấy đó chính là cái âm thanh ở trên chiếc điện thoại ở trên tay của Kiều Khanh đang cầm, đúng không ạ? Và chiếc điện thoại này thì cũng tích hợp rất là nhiều những chức năng khác nhau, và đặc biệt là với chiếc điện thoại này chúng ta có thể sử dụng để giải trí đa phương tiện bên cạnh là việc kết nối cùng với những người thân yêu của mình, đúng không Khanh? Chính xác rồi Quang Quý ơi. Khi mà nghe đến một chiếc điện thoại thông minh và với độ rộng màn hình là 5.5 inch thì rất là nhiều chị em phụ nữ có thể là ngán ngại là chắc là chiếc điện thoại này nó to lắm đây. Tuy nhiên là với thiết kế là tràn viền đó quý vị, do đó là chúng ta có thể thấy là cái kích thước của nó cũng rất là nhỏ gọn quý vị nha. Đối với các chị em phụ nữ, nếu như mà chúng ta hay sử dụng các loại ví nó dài đó, hay là các dạng mà túi cầm tay nho nhỏ xinh xinh, thì chúng ta cũng có thể là cho gọn chiếc điện thoại này vào bên trong. Và với chiếc điện thoại LV6S như thế này thì có đến 4 màu sắc khác nhau để chúng ta lựa chọn. Và màu đỏ cũng là một trong số những màu yêu thích của Kiều Khanh. Màu sắc rất là đẹp mắt phải không ạ? Và với một chiếc điện thoại như thế này thì không chỉ là giúp cho chúng ta có thể là sẽ hoàn thiện phong cách thời trang của mình đâu nè, mà bên cạnh đó sẽ giúp chúng ta thực hiện rất là nhiều cái tác vụ khác nhau. Ví dụ như là đối với cánh mày râu thì thường xuyên là giải quyết công việc nè, hay thậm chí là mình xem bóng đá, đúng không? Còn đối với các chị em phụ nữ thì sẽ làm gì ạ? Chúng ta có thể là xem phim nè, chúng ta có thể là chat chít với bạn bè trở nên dễ dàng hơn. Và quý vị có thể là quan sát thấy độ rộng màn hình nó lớn, nó đẹp như thế này nha. Rồi màu sắc cũng rất là đẹp mắt phải không ạ? Chỉ cần một nút nhấn nhẹ bên hông mà thôi, dễ dàng khởi động màn hình lên. Và đó, cái độ rộng của màn hình như thế này giúp chúng ta có thể là cùng một lúc theo dõi được nhiều thông tin hơn quý vị nha. Và thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là cái mức độ tiện lợi của chiếc điện thoại LV6S mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị trong chương trình lần này, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì với sản phẩm ngày này thì Quang Quý tin chắc rằng sẽ phù hợp với rất là nhiều những đối tượng khác nhau. Những người lớn tuổi thì chúng ta rất là dễ dàng và thuận tiện mình theo dõi những đoạn video clip nè. Và ngoài ra còn có là thư viện hình ảnh nè. Rồi bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn như là mình còn có thêm email để tích hợp cho những người trẻ, chẳng hạn như là Quang Quý hay là Kiều Khanh, mình có thể tích hợp vào ngay trong chiếc điện thoại di động như thế này để mình làm việc mọi lúc mọi nơi sẽ rất là thuận tiện. Và không dừng lại ở đó, với nền tảng là Android 5.0 quý vị nha, chúng ta còn có thể là chơi game rất là thoải mái luôn. Đó, bây giờ là Quang Quý sẽ mở game cho tất cả quý vị cùng xem nha. Quang Quý tin chắc là mấy bé nhỏ trong gia đình của mình có thể là chơi game rất là thoải mái cùng với dòng sản phẩm này luôn. Và bên cạnh đó thì mình cũng có thể là sử dụng ngay là chiếc điện thoại LV6S như thế này để giúp cho các bé học tiếng Anh nè, cũng như là có thể là theo dõi những cái đoạn video clip rồi học hỏi thêm trên mạng internet, đúng không Kiều Khanh?
Và không chỉ là chúng ta có thể là lưu trữ được số lượng hình ảnh cũng như là video trong máy rất là nhiều, mà bên cạnh nó cũng có thể là kết nối internet ngay lập tức để mình có thể là theo dõi những cái đoạn video trực tuyến quý vị nha. Ví dụ như bây giờ là Kiều Khanh cũng có thể là mở YouTube lên nè để theo dõi ngay những cái video khác nhau, các MV ca nhạc nè, hay là các nội dung khác nhau chẳng hạn. Và đặc biệt ví dụ như là ở nhà Kiều Khanh thì Kiều Khanh cũng hay thường xuyên là mở YouTube với lại các video nhạc nước ngoài cho bé con của mình coi, để có thể là bé có thể là nghe và phản xạ tiếng Anh từ nhỏ chẳng hạn. Ví dụ như theo dõi video trên YouTube như thế này cực kỳ đơn giản và dễ dàng quý vị nha. Đó, quý vị có thể thấy là âm thanh nè cũng như là chất lượng hình ảnh hiển thị cực kỳ tốt luôn, để luôn luôn giúp cho chúng ta cảm thấy hài lòng với chất lượng và khả năng xử lý của chiếc điện thoại của mình. Và thưa quý vị, với dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị thì chúng ta có tổng cộng là 4 màu sắc để lựa chọn quý vị nha, bao gồm là màu đen nè, màu xanh nè, màu đỏ và cả màu vàng nữa, từ đó có thể là phù hợp theo từng nhu cầu của mình. Và bên cạnh đó, nếu mà quý vị sở hữu dòng sản phẩm lần này thì khi mà chúng ta nhận hàng, chúng ta hãy kiểm tra là ở trong đó là đính kèm thêm là một tai nghe nè, một cáp sạc nè, và ngoài ra còn tặng thêm một chiếc ốp lưng trong như thế này để cho chúng ta có thể là bảo vệ chiếc điện thoại thân yêu của mình. Với chiếc điện thoại ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị LV 6S 2 SIM 2 sóng, từ đó chúng ta có thể là duy trì những mối kết nối với 2 SIM 2 sóng, thì mình có thể sử dụng một SIM chính để liên lạc với những người thân, liên lạc với đồng nghiệp, rồi một phần SIM còn lại mình có thể sử dụng SIM khuyến mãi để có thể là sử dụng trong những cái lúc mà mình cần. Từ đó thì sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái và thuận tiện hơn rất là nhiều. Quà tặng kèm theo trong chương trình lần này cũng rất là hấp dẫn, giống như là Quang Quý chia sẻ ngay từ đầu, bao gồm là một túi đeo chéo và một chiếc đồng hồ thời trang quý vị nha. Như vậy là chúng ta đã có ngay một chiếc điện thoại thông minh nè, 2 SIM 2 sóng và kết hợp theo là những món quà tặng trong chương trình lần này nữa, và với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ có trong chương trình này mà thôi. Thưa quý vị, cũng như Quang Quý đã chia sẻ từ trước thì nhiều khi là mình nghe chia sẻ về những cái tính năng của chiếc điện thoại nè, cũng như là nhìn qua thiết kế của nó thì có thể là nghĩ rằng một chiếc điện thoại như thế này sẽ tốn của chúng ta một cái khoản chi phí kha khá phải không ạ? Tuy nhiên ngày hôm nay thì không hề như vậy quý vị nha. Chúng ta chỉ cần là mua sắm ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping là có ngay mức giá rất là ưu đãi, chưa đến 1.700.000 đồng quý vị nha. Chỉ có khoảng là 1.690.000 đồng mà thôi. Đây là một mức chi phí cực kỳ hợp lý ha, cho một chiếc điện thoại với đa tính năng khác nhau. Đúng rồi thưa quý vị, xin được phép nhắc lại mức giá cực kỳ hấp dẫn và hợp lý trong chương trình lần này, cùng với sản phẩm điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S với 4 màu sắc cho tất cả chúng ta có thể lựa chọn đen, vàng, xanh và đỏ. Mức giá chính hãng 1.990.000 đồng, giá trên VTV Hyundai chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi. Quà tặng kèm theo là một túi đeo chéo và một đồng hồ đeo tay thời trang màu sắc ngẫu nhiên. Trọn bộ sản phẩm như thế này sẽ gửi đến cho tất cả quý vị nếu chúng ta có những đơn đặt hàng thành công. Mà ngay bây giờ thì thời lượng chương trình đang đếm ngược rồi. Nếu mà quý vị bỏ lỡ cơ hội này thì chúng ta rất là tiếc đúng không ạ? Ngay bây giờ hãy nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Chúng ta cũng có thể truy cập vào website vtvhyundai.vn, từ đó tìm hiểu rõ hơn về những dòng sản phẩm và đặt hàng ngay quý vị nha. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Thưa quý vị, trong chương trình lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng quý vị nha, LV6S. Quý vị thấy đó, thiết kế rất là trang nhã với nhiều màu sắc ấn tượng, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau, những người lớn tuổi trong gia đình của mình nè. Với màn hình lớn như thế này chúng ta rất là dễ dàng sử dụng đúng không ạ? Giải trí với internet kết nối 3G Wi-Fi một cách cực kỳ dễ dàng và thuận tiện luôn quý vị nha. Từ đó sẽ có thêm một phương tiện giải trí trong những giờ trưa nè, hay là những buổi chiều, và ngoài ra đó cảm ứng rất là mượt mà, những người lớn tuổi cũng có thể là mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping thông qua chiếc điện thoại di động này thôi. Và bên cạnh đó, đối với các bạn trẻ, chúng ta cũng có thể là sở hữu ngay chiếc điện thoại LV Mobile ngày hôm nay với camera trước và cả camera sau nữa quý vị nha, lưu lại những khoảnh khắc nè, cũng như là giải trí với màn hình rất là rộng, thoải mái sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Với mức giá thì cực kỳ hấp dẫn trong chương trình lần này, giá chính hãng 1.990.000 đồng, ngày hôm nay chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Một chiếc điện thoại thông minh với rất nhiều chức năng như vậy, nhưng mà mức giá thì rất là phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là với các bạn học sinh sinh viên có thể duy trì kết nối nè, có một thiết bị giải trí thật là thoải mái sau những giờ học tập căng thẳng, với rất nhiều màu sắc khác nhau để cho tất cả chúng ta có thể lựa chọn. Màn hình cảm ứng thì mượt mà như thế này, kết nối 3G, kết nối internet luôn quý vị nha. Hoàng Quý nhắc lại một lần nữa, mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình lần này với chiếc điện thoại LV Mobile 2 SIM 2 sóng chỉ với 1.690.000 đồng, và tin chắc rằng đây cũng sẽ là một món quà dành tặng cho ông bà
bà cha mẹ của chúng ta để chúng ta có thể là kết nối cùng với nhau, không chỉ là gọi điện thoại bình thường đâu quý vị nha. Với hệ thống camera trước và camera sau như thế này, chúng ta cũng có thể sử dụng ngay để video call nè, một cách cực kỳ dễ dàng, và chụp ảnh lại, lưu lại những khoảnh khắc cùng với những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta chỉ với mức giá cực kỳ hấp dẫn mà thôi. Và thưa quý vị, không chỉ với mức giá hấp dẫn, chúng tôi còn gửi kèm cho tất cả quý vị những món quà tặng nữa, đó chính là túi đeo thời trang quý vị nha. Túi đeo như thế này thì sẽ phù hợp với cánh mày râu trong gia đình của mình, và có cả thêm một chiếc đồng hồ đeo tay nữa. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng VTV Huyền Đài nha. Nhanh tay sở hữu điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S với độ rộng màn hình lên đỉnh 5.5 inch, thỏa sức chơi game, lướt web, xem phim hay nghe nhạc, thiết kế mới, viền siêu mỏng, sắc nét và sang trọng, kết nối wifi hay dữ liệu di động mọi lúc mọi nơi, mang đến sự thanh lịch cho người sử dụng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau. Đối với thanh niên, chúng ta có thể sử dụng để làm việc, giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội. Đối với người lớn tuổi, ông bà cha mẹ trong gia đình của mình, sử dụng ngay để đọc báo, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi. Trẻ em thì có thể sử dụng để học ngoại ngữ, nè, chơi game và cả nghe nhạc nữa quý vị nha. Điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S sử dụng hệ điều hành Android 5.0 tiên tiến, bộ nhớ trong 4GB, có thể hỗ trợ mở rộng lên đến 32GB, camera sau 5.0MP và camera trước là 2MP, dung lượng pin 2000mAh, quà tặng ý nghĩa cho những người thân yêu của bạn. Đặc biệt trong chương trình lần này, điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng LV6S với thiết kế hiện đại và 4 màu sắc cho tất cả chúng ta có thể lựa chọn, bao gồm đen, vàng, xanh và đỏ, mức giá chính hãng 1.990.000 đồng, giá trình VTV Hyundai chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi, tặng thêm một túi đeo chéo và một đồng hồ đeo tay thời trang màu sắc ngẫu nhiên. Quà tặng có hạn, hãy nhanh tay sở hữu. Quà tặng có hạn, nhanh tay sở hữu quý vị nha. Chúng ta sẽ có ngay một túi đeo chéo với chất liệu da tổng hợp, màu sắc phù hợp với mọi đối tượng, dễ dàng lưu trữ được nhiều vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó còn có thêm đồng hồ đeo tay với thiết kế thời trang và ấn tượng, phù hợp cho cả nam lẫn nữ, màu sắc ngẫu nhiên, cơ hội hấp dẫn không nên bỏ qua. Quý vị khách hàng thân mến, thời lượng cho chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa. Một chiếc điện thoại thông minh với rất là nhiều những chức năng khác nhau, 2 SIM 2 sóng nữa, tích hợp cùng với rất là nhiều những chức năng rất là thuận tiện cho cuộc sống của chúng ta, mà mức giá chỉ có 1.690.000 đồng thôi, thì Quang Quý tin chắc rằng đây sẽ là một cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn chỉ có trong chương trình này mà thôi. Và bên cạnh đó, chúng ta còn có 4 màu sắc để lựa chọn nữa quý vị nha. Quý vị ơi, chỉ với mức chi phí là 1.690.000 đồng, cực kỳ hợp lý để chúng ta sở hữu ngay một chiếc điện thoại sẽ giúp chúng ta có thể là giải quyết được rất là nhiều công việc khác nhau quý vị nha. Ví dụ như là nhu cầu giải trí, xem phim, nghe nhạc nè, liên hệ với bạn bè nè, họ hàng, người thân nè. Và bên cạnh đó còn đáp ứng luôn cả nhu cầu về mặt mỹ thuật cũng như là thời trang của mình nữa. 4 màu sắc cực kỳ thời trang để quý vị lựa chọn quý vị nha. Đen, đỏ nè, rồi vàng, xanh như thế này, cực kỳ thời trang và cũng cực kỳ đẹp mắt quý vị ạ. Độ rộng màn hình lên đến 5.5 inch và thiết kế viền cực kỳ mỏng quý vị nha, để chúng ta cảm nhận được rằng đây chính là một chiếc điện thoại mà chúng ta luôn tìm kiếm, nhưng với mức giá thì cực kỳ ưu đãi. Tuy nhiên là thời gian của chương trình thì lại không có nhiều nữa rồi quý vị ạ. Hãy nhanh chóng đưa ra quyết định của quý vị và chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Và nhanh chóng đưa ra quyết định cùng với những cách thức rất là đơn giản, quý vị không cần phải đi đâu xa đâu ạ. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà mà thôi, nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là quý vị cũng có thể truy cập vào website là vtvhyundai.vn, hoặc là chúng ta cũng có thể là tải ngay ứng dụng VTV Hyundai về điện thoại di động và máy tính bảng của mình, và từ đó lựa chọn thật là nhiều những dòng sản phẩm mà chúng ta yêu thích. Và Quang Quý tin chắc là trong đó để có thêm là chiếc điện thoại LV6S ngày hôm nay, đúng không Kiều Khanh? Tuy nhiên cũng đã đến lúc mà chúng tôi cần phải nói lời chào tạm biệt rồi. Rất mong sẽ được đồng hành cùng quý vị trong những chương trình và những sản phẩm hấp dẫn khác của VTV Hyundai Home Shopping. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.